Anh chết đầu đúng không? Bình này là 80 lít. Bình này 80 lít. Bình này là 100 lít, 80 80 80 100 100. Thôi bình nhỏ không tính. Tối nay em ở đây uống hết chỗ rượu này em mới về các bác nhá. Tối nay em ở An Dương. Chỗ này là Đại Bản đúng không anh nhỉ? Đại Bản An Dương Hải Phòng. Vâng. Đúng trạm thu phí các bác nhá, đúng trạm thu phí An Dương. Nhà anh Hải các bác ạ. Chắc chắn là uống hết rượu xong mới về các bác nhá. Còn ở trên nhà nữa. Rất là tuyệt vời. Em cũng mong muốn có một cái chỗ nào đó của riêng em. Và sẽ nấu thật nhiều rượu ngon. Và sẽ ngâm với những gì là quý và là chuẩn nhất. Để có những bình rượu chuẩn đạt chất lượng. Mỗi khi các bác có điều kiện qua cửa hàng em giao lưu thì sẽ nhậu một chút các bác nhé. Vâng ạ, tuyệt vời chưa? Ok các bác ơi. Bộ sản phẩm của anh Hải các bác nhé. Đâu trên đây nữa. Anh muốn giới thiệu ở trên đây nữa. Đâu ạ? Ở trong đây rồi. Thôi chơi cái đấy để tính sau đây. Uống hết chỗ này là uống hết chỗ này là đã đủ say từ giờ đến Tết rồi các bạn. Có vẻ ngày nào cũng uống cũng không thể hết được chỗ này đúng không ạ? Còn trên gác thì thôi để hôm sau. Đấy. Các bác thân mến, được các anh em ở dưới Đại Bản An Dương Hải Phòng. Nói chung là An Dương thì là nói riêng, còn ở thành phố Hải Phòng nói chung rất là quý mến. Và em có vinh dự được xuống setup và lắp đặt những bộ sản phẩm cho các anh em. Thì hiện tại đây là nhà riêng của anh Hải các bác nhé. Đúng trạm thu phí Quán Toan An Dương Hải Phòng. Như em đã review rồi. Một đôi súp hơi đơn SRX718S các bác nhé, hàng bãi còn rất đẹp đúng không ạ? Em sẽ đi sâu ở trong một chút. Ui hơi vướng đúng không ạ? Một đôi loa full JBL PRX415P RX400. Một bộ mic không dây. Báo cáo toàn thể các bác là anh Hải lấy bộ mic BBS UT58. Hôm sau em sẽ lắp đặt. Còn hôm nay lắp tạm bộ mic AMG các bạn. Một chiếc vang số Tech C8 Pro. Một chiếc quản lý nguồn CB Acoustic X800. Một chiếc đẩy CLBX DS41800. Ok chưa? Con đẩy TSG này thì anh tận dụng đánh với một đôi loa cũ đây ạ. JBL đời này cũng là hàng xịn. 325 thì hiện tại công suất nó hơi yếu đúng không ạ? Đây các bác xem bộ ngoài. Ok chưa? Em sẽ test âm một chút để các bác của anh em tham khảo nhá. Và ngay sau đây thì em sẽ tiếp tục xuống qua trạm thu phí một đoạn các bạn. Để lắp một bộ sản phẩm hoành hơn một chút nữa. Có nghĩa là hoành tráng hơn một chút nữa. Thì báo cáo toàn thể các bác về cái công việc trong buổi chiều nay em cũng xin được giới thiệu và chia sẻ tường tận. Bộ sản phẩm này thì sắp tới bác Hải sẽ chuyển về nhà mới. Thì bác sẽ thêm một đôi loa nữa. Thì mọi người thử tham gia ý kiến xem có được không. Bác sẽ thêm một đôi loa JBL Bass 40 các bạn. Mã số là VRX915M. Đấy, phòng của bác Hải thì em nói thật sự là phòng này rất rộng các bác nhé. Phòng này hàng trăm mét vuông các bạn. Đúng ạ. Phòng khách của anh chị hàng trăm mét vuông. Và sắp tới sẽ tiếp tục chuyển bộ này về nhà mới và sẽ thêm một đôi loa JBL VRX915M nữa được các bác. Và bây giờ em sẽ test âm một chút nhé. Trước khi tiết âm quay ra mấy bình rượu để lấy động lực các bạn, hay là uống một cốc để lấy đà, lấy hơi để hát cho máu các bác nhỉ. Thơm lắm không ạ? Thực sự là rất thơm. Ok. Và đây là anh Duy đúng không ạ? Thắng quay cho anh Duy. Tí sẽ qua nhà anh nhậu. Hôm nay nhậu hết ở An Dương xong mới về. Không say không về, không sao, mai không say không về, mà say em cũng không về.
em hát thì không hay, em xin nêu cao một chút một đoạn với ca khúc Chờ Đâu. Xin mời các bạn có ra cùng tham khảo nhé. Hay xấu và trước mắt số tết, em đang set up với 6 chế độ. Em đang hát chế độ số 4 và hát chuyên nghiệp. Tôi đi nhà rất là lớn. Xã An Dương, xã Đại Bản đúng không ạ? Chứ không phải là phường đúng không ạ? Chưa lên phường. Khu vực xã Đại Bản thì em rất là vinh dự được lắp nhiều bộ sản phẩm karaoke rồi. Còn với bác Huy, bác Huy ở đây ạ? Bác Duy ở đây đúng không ạ? Là có vinh dự là lắp đặt cho bác ở nhà bác đấy rồi. Và bác ấy cũng đã giới thiệu cháu của bác Duy đây. Đúng rồi, lắp một bộ mà em vẫn nhớ hôm xuống nhà chị đưa sang bên nhà đấy ạ. Chị bảo là ở bên hàng xóm có một người lắp một bộ ở trên Hà Nội, lắp xong một cái là gọi là cháy, có thể tắt máy cháy cầu trì, không liên lạc được nữa. Đấy. Còn bộ em lắp cho cháu của anh Duy đây thì vẫn dùng rất là tốt. Và tiếp theo anh lại giới thiệu anh em bạn bè người thân của anh, đó chính là anh Hải đây, qua cửa hàng. Và anh Hải lại tiếp tục giới thiệu một người bạn nữa ở cách đây khoảng một vài cây. Và tí em sẽ lắp loa JBL các bạn, cũng là 718 nhưng là hàng mới tinh, hàng xịn. Và 725 là hàng mới tinh, hàng xịn các bác nhé. Và các bác cùng tham khảo video để trải nghiệm chất âm với em. Một nữa xin được cảm ơn anh em ở Đại Bản An Dương rất là nhiều. Ở Đại Bản An Dương là nói riêng, còn ở thành phố Hải Phòng nói chung các bác nhé. Chúc các bác là sẽ sử dụng những bộ sản phẩm karaoke được bền và ổn định. Cảm ơn các bác của anh em. Cảm ơn bác Duy nhá.